Ông là ai? Cha là... Sao con trai của ta không về nhà? Cha ơi, con là ai mà sao mọi người cứ đồn con là con của Giái Cả? Con là Đinh Mộ Lĩnh, con trai của Đinh Công Trình. Sau này con sẽ kế tục ta làm tộc trưởng dòng họ Đinh Mộ Mạnh. Nhưng cha ơi, tại sao chú Đinh Thúc Dự lại nghiêm khắc với con như vậy? Bộ Lĩnh không muốn về nhà với chú Dự nữa đâu. Con sẽ ở lại Thung Lâu được không cha? Con trai, cốt nhục con mẹ cha. Những khí phách ý chí của con là hồn thiêng sông núi thẳng lên. Sông núi này che chở nuôi lớn con. Và con sẽ làm nên những điều giảng dạy cho sông núi. Cha ơi, cha đừng đi. Cha mãi ở sông núi này, lúc nào cũng ở bên cạnh, che chở và truyền sức mạnh cho con. Cha ơi, cha ơi. Bộ Linh, em ở đây phải không? Anh Điền, Bộ Linh, sao mày không về nhà? Làm anh lo quá, sợ mày bị lạc. Giờ anh đưa mày về nhà nhé. Suốt thời tuổi thơ và niên thiếu, Đinh Bộ Lĩnh luôn có tình cảm chân thành của người anh nuôi Đinh Điển. Tình cảm như anh em ruột thịt ấy đã theo Đinh Bộ Lĩnh trong mọi lúc, dù vui sướng hay đau khổ, dù may mắn hay gian khó của cuộc đời. Mai Thị, bảo bọn trẻ trâu chỗ gạo này ăn trong 5 ngày,
Ăn nhiều hết sớm, cấm được kêu đi nhá. Dạ thưa bà, con nhớ ạ. Chào bà. Ừ. Thím gọi tôi sang có việc gì? Thằng Lĩnh lại có chuyện gì phải không? Tôi sốt ruột quá. Chẳng chuyện thằng Lĩnh, thì còn chuyện gì em gọi chị sang đây chứ? Này, em thấy bộ Lĩnh nhà mình năm nay lớn rồi, tính chuyện vợ con đi là vừa. Em gọi chị sang đây là để xem con bé này, chị thấy có được không? Nó tên là Mai Thị, con nhà nề nếp, hay làm hay làm. Tớ ngực nở mông nở, vượng đường con cái. Đội ơn thím đã lo cho cháu, tôi cũng mong lắm. Nhưng thằng Lĩnh nhà mình tính cứng, không biết nó đã chịu nghe chưa. Mai Thị, gì đây? Cho em đi thùng lau với. Lại mang cá kho cho bộ Lĩnh à? Đúng không? Thương, mày còn bé, đừng đi chơi xa nữa. Không về cho lại đánh đòn như lần trước đấy. Muốn chuyển cá kho cho bọn trẻ trâu thì anh nhờ Mai Thị đưa cho. Em muốn đi. Nếu không chơi theo thì sao? Em đi một mình. Bằng nghị lực và tài trí của mình, Đinh Bộ Lĩnh đã biến những năm tháng chăn trâu vất vả trong thung lao thành quãng thời gian rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức mạnh và trở thành thủ lĩnh. Qua những lần giao tranh giữa bọn trẻ trâu các làng, các thung, Đinh Bộ Lĩnh chỉ huy đám trẻ trâu thung lao lần lượt thắng tất cả bọn trẻ trâu các thung khác, rồi quy tụ chúng lại làm quân của mình. Tất cả đều nề phục, suy tôn Đinh Bộ Lĩnh làm thủ lĩnh. Đào Quynh à, đưa nó vào trong hang. Đi. Hey.
thiên nhiên hoa lư hào hùng trong thú chơi tập trận cờ lau của đám trẻ. Đinh Bộ Lĩnh luôn là thủ lĩnh kiệt xuất với tài thao lược bẩm sinh. Thiên nhiên hoa lư rạng rỡ trong niềm vui thắng trận khi Đinh Bộ Lĩnh xưng làm hoàng đế. Nghìn năm sau, người đời vẫn lưu truyền bao câu chuyện đẹp như huyền thoại về vị hoàng đế cờ lau. Trời, cái gì? Không nhìn thấy hoàng đế đang đi à? Sao không mau quỳ xuống? Các ngươi, đây là cung điện của ta. Hãy nổi đuốc lên và sửa soạn lại cung điện cho ta thật rộng lẫy. Anh em đã cùng ta gian lao xung trận tới đại thắng. Nay ta theo các bậc quân vương xưa dạy, phạt kẻ có tội, hưởng người có công.
Ta cho đánh 20 trượng rồi tha. Bằng còn cố làm điều ác thì ta sẽ cho đưa ngươi đi ném đá cho đến chết. Bệ hạ tha mạng, xin từ nay làm châu ngựa của ngài. Hoàng đế vạn tuế, 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 hoàng đế. Ta cũng theo các bậc vương xưa, chiêu hiền đại sĩ, phong cho Nguyễn Bạc làm tướng quân, đảm trách đội cung tiễn. Thần lĩnh chỉ. Phong cho Đinh Điền làm tướng quân trợ dực, đảm trách binh khí quân lương. Thần lĩnh chỉ. Ta cũng theo các bậc vua xưa, chiêu hiền đại sĩ, thu nạp được hai tướng tài là Lưu Cơ, Trịnh Tú. Ta sẽ phong cho Lưu Cơ là Tả Dực tướng quân, Trịnh Tú là Hữu Dực tướng quân, đảm trách quân bộ quân thủy. Từ nay hai khanh hãy theo ta làm điều đại nghĩa. Đội ơn bệ hạ. Hoàng đế vạn tuế, hoàng đế vạn tuế, hoàng đế vạn tuế. Thế tao được gì? Láo, phải tâu lên đàng hoàng. Xin bệ hạ tha tội, thế phanh béo này làm được gì? Tráng sĩ phanh béo, sức lực mạnh mẽ, không quản gian lao, cho làm trưởng cấm vệ quân, phụ trách đội khinh kiệu. Trưởng cấm vệ quân, nghe có vẻ to đấy. Cả họ nhà tao từ nay mát mặt. Thương cùng Thoan là hai cháu của cụ Lang Tĩnh, vốn có tài làm thuốc. Phong cho làm nữ ngự y theo ba quân, trị thương cho các tráng sĩ. Được, em là ngự y. Thế con Mai Thị? Mai Thị chưa có tài cán gì, ta chưa bổ được, tạm cử nấu cơm cho quân sĩ. Ấy đâu? Động binh vào thung lũng bắt bằng được Đinh Bộ Lĩnh về đây cho ta. Bọn trẻ liều lĩnh, đưa chúng lại giết. Xin ông tổng trưởng quân dân, Đặng Thúc sẽ vào tìm Bộ Lĩnh khuyên nhủ cậu ấy. Ta biết Đặng Thúc vì tình thầy trò đã nhiều lần bênh vực cho Đinh Bộ Lĩnh, nhưng nó loạn quá rồi. Dám xương hoàng đế đâu có phải là trò chơi trẻ con. Đến tài vương thì chú gì tàn tầm. Thành mối nguy hại sát mạng chúng ta, muốn sống đánh phải giết nó thôi. Hây 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 hây. Anh em ba quân tướng sĩ đã cùng ta gian lao trận mạc, không quản nắng mưa. Nay thắng trận, ta ban cho ba quân tướng sĩ mổ thịt trâu. Khao quân! Hoàng đế vạn tuế! Hoàng đế vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế! Bộ lĩnh, thịt trâu của ông Dự, ông ấy giết đấy. Bộ lĩnh, đừng động đến trâu của ông ấy. Vua không nói hai lời, mổ thịt trâu. Khao quân sĩ! Thank you.
giết cho ông ta. Hay đâu, bắt hết chúng nó lại cho ta. Bộ lĩnh, mày có ra không? Mày mà không ra, tao giết mấy đứa này. Bộ lĩnh, mày có ra không? Sống rồi có ngày mày cho tao chết, tao không còn cách nào khác. Hôm nay tao phải giết mày. Bố Linh, đứng lại. Mày đứng lại ngay. Giết mày. Đứng lại, đứng lại. Tao phải giết mày. Phải chú Linh Thúc Dự không muốn nhìn thấy mặt con trong làng mình nữa, phải không cha? Đình Bộ Lĩnh, con sinh ra trong ngôi làng, nhưng chỗ của con không chỉ là ngôi làng, mà chỗ của con là cả sông núi này. Con muốn ra đi. Bộ Lĩnh muốn đi đâu? Con muốn đi học. Con sẽ lên núi với Phong Việt Thiền Sư. Con sẽ học binh thư, học võ. Cha ơi, cha sẽ luôn ở bên cạnh con, được không cha? Cha, ông và tổ tiên mãi ở sông núi này, lúc nào cũng ở bên cạnh, che chở và truyền sức mạnh cho con, Đình Bộ Lĩnh này. Cha.